Biệt thự đô thị Hinode Royal Park là một biểu tượng của sự hoàn hảo trong thiết kế nội thất biệt thự đô thị tại khu vực Hà Nội. Với sự kết hợp tinh tế giữa ý tưởng sáng tạo và tiêu chuẩn chất lượng cao, Hinode Royal Park Hoài Đức không chỉ là nơi lý tưởng để sống mà còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp. Hãy cùng Bút Hông khám phá giải pháp thiết kế nội thất hiện đại và sang trọng trong căn biệt thự này nhé! Thiết kế sảnh mặt tiền nhẹ nhàng thu hút. Mặt trước được ốp gỗ con gút cho tường tạo cảm giác ấm áp và sang trọng để tạo điểm nhấn và làm tươi mới không gian. Cây xanh được sắp xếp tỉ mỉ, tạo ra một tiểu cảnh tự nhiên ngay tại sảnh. Sử dụng gương kính để ốp một phần tường không chỉ giúp phản chiếu ánh sáng mà còn tạo ra hiệu ứng chiều sâu, làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn. Thiết kế nội thất phòng khách biệt thự đô thị Hinode Royal Park. Vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Nội thất phòng khách trong căn biệt thự này tạo nên một không gian sống đẳng cấp thoải mái cho cả gia đình. Với sự kết hợp tinh tế giữa các yếu tố thiết kế và trang trí, phòng khách trở thành trung tâm của ngôi nhà, nơi mọi thành viên có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn và giao lưu. Phòng khách tại Hinode Royal Park Hoài Đức được xây dựng dựa trên nguyên tắc của sự tiện nghi và tính thẩm mỹ cao. Với không gian rộng rãi, ánh sáng tự nhiên lưu thông và lựa chọn nội thất hiện đại, mỗi chi tiết trong phòng khách đều được chăm chút tỉ mỉ để tạo ra một không gian sống lý tưởng. Các bộ sofa, bàn trà được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ về thiết kế mà còn về chất liệu, màu sắc, tạo điểm nhấn và sự thoải mái cho người sử dụng. Bố trí đèn trang trí và các chi tiết nội thất khác như là tranh, đèn chùm hay những chiếc thảm êm ái để tạo ra một không gian phòng khách ấm cúng và lôi cuốn. Từ việc sử dụng vật liệu cao cấp đến các bài trí tinh tế, thiết kế nội thất phòng khách trong căn biệt thự này là một điểm nhấn độc đáo, tạo nên không gian sống đẳng cấp và sang trọng cho chủ đầu tư. Phòng bếp ăn trong căn biệt thự này không chỉ mang lại cảm giác thoáng đãng và rộng rãi mà còn tạo ra một không gian sang trọng. Với việc sử dụng màu sắc trung tính như là trắng, xám, nâu làm chủ đạo, phòng bếp ăn trở nên rộng rãi và thoải mái hơn. Các bức tường và tủ bếp được lựa chọn với chất liệu ánh gương, tạo ra cảm giác không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Bố trí đèn LED trắng ấm áp tạo ánh sáng cho không gian bếp, giúp làm sáng mọi góc nhỏ và tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị và đồ dùng nội thất tiện nghi hiện đại cùng với các tiện ích như là bếp, lò vi sóng, tủ lạnh được đảm bảo tiện lợi, linh hoạt. Thiết kế hành lang tầng 2, không gian này được thiết kế nhẹ nhàng, thư giãn, tập trung vào trang trí màu sắc và ánh sáng để tạo ra một nơi chuyển tiếp ấn tượng. Màu sơn tường được lựa chọn là màu kem ghi, mang lại cảm giác ấm áp sang trọng. Trên diện tường, 3 bức tranh treo nghệ thuật, từng bức tranh đều được chiếu sáng bằng đèn hắt tạo điểm nhấn, tạo ra một không gian trưng bày nghệ thuật độc đáo và thu hút ở khu vực hành lang. Thiết kế nội thất phòng ngủ master hiện đại tươi trẻ. Phòng ngủ master trong căn biệt thự được tạo ra với những yếu tố độc đáo và được chăm chút tỉ mỉ, mang tới không gian sống vô cùng đẳng cấp, thoải mái cho chủ nhân. Phần phía đầu giường được sơn màu kem ghi tạo nền cho không gian sống sang trọng, ấm áp. Màu sắc trung tính này không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế mà còn tạo ra cảm giác ấm áp, thuận lợi cho việc thư giãn và nghỉ ngơi. Giường ngủ được đặt ở trung tâm của căn phòng, tạo điểm tập trung và là trung tâm của không gian ngủ. Hai táp đầu giường được bố trí một cách tinh tế, không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn tạo thêm sự tiện lợi khi sử dụng. Sự kết hợp này mang tới không gian phòng ngủ thoải mái, nơi chủ nhân có thể thư giãn nghỉ ngơi một cách tối đa. Đồng thời, việc đặt giường ở trung tâm cũng tạo ra một sự cân bằng cho không gian phòng ngủ. Đối diện với giường ngủ là vách ngăn, được kết hợp với tủ quần áo, phòng thay đồ và điểm treo TV, tạo ra một không gian tổ chức hợp lý, hiện đại, tiện nghi. Sự kết hợp này không chỉ tận dụng hiệu quả không gian sống, mà còn giúp mang tới một bố cục thông minh và tiện lợi. Thiết kế phòng ngủ ông bà với không gian nội thất tối giản. Căn phòng này được thiết kế đầy đủ công năng cơ bản, bao gồm giường ngủ, tủ quần áo, kệ TV và bàn trang điểm. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào sự đơn giản và tiện nghi. Màu sắc chủ đạo được lựa chọn là gam màu trung tính như là kem ghi, nâu gỗ sáng và tạo cảm giác ấm áp thân thiện. Hành lang tầng 3, khu vực này được sử dụng màu kem ghi tạo ra một sự liên tục và đồng nhất với hành lang của tầng 2. Tuy nhiên, không gian này lại được tạo điểm nhấn bởi một bức tranh lớn. Đây là một điểm nhìn thu hút ngay khi chúng ta bước vào hành lang. Giải pháp thiết kế nội thất phòng ngủ con gái, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ con gái căn phòng số 1 trong biệt thự Hinode Royal Park được thiết kế để nổi bật không gian sáng và bố trí khoa học, tạo ra một môi trường sống hiện đại, tiện nghi cho cô công chúa nhỏ. Thiết kế đặc biệt này không chỉ tạo ra một không gian thú vị
mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của trẻ. Màu kem và màu ghi sáng được chọn làm hai gam màu chủ đạo, tạo ra một không gian sáng và ấm áp. Điểm nhấn đặc biệt của phòng ngủ con gái số 1 là bàn trang điểm được tạo bởi hệ tường kính chạy dọc từ trần xuống sàn. Hai bên của bàn trang điểm được nhấn bằng hai hệ đèn LED độc đáo và thu hút. Phòng ngủ con gái số 2. Căn phòng này được thiết kế tương tự như mẫu phòng ngủ số 1, tạo ra một môi trường sống hiện đại và tiện nghi. Cũng như phòng ngủ con gái số 1, căn phòng này sử dụng màu kem và ghi sáng làm chủ đạo, tạo nên một không gian ấm áp. Các yếu tố như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn học được thiết kế đầy đủ công năng và được bố trí một cách khoa học để tạo ra một không gian sống thông minh, tiện nghi. Thiết kế hành lang tầng 4, một không gian kết nối đầy ánh sáng, tạo ra một môi trường sống thoải mái và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trong không gian này, việc sử dụng ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng giúp tạo ra một điểm kết nối tươi sáng, sảng khoái. Thiết kế phòng ngủ ông bà ở tầng 4, căn phòng này tập trung vào tính tiện nghi và thư giãn, tông màu gỗ là màu chủ đạo, kết hợp cùng với ánh sáng tự nhiên và đèn mang tới một không gian ấm áp, tăng cường sự thoải mái và thư giãn. Nội thất phòng thờ biệt thự Hillary Royal Park. Phòng thờ được thiết kế theo phong cách Á Đông, mang đậm bản sắc truyền thống, thể hiện được lòng thành kính của chủ nhà đối với ông bà tổ tiên. Nội thất được lựa chọn từ gỗ tự nhiên, tạo ra một không gian nhẹ nhàng và thanh tịnh. Nội thất gỗ được bố trí một cách tinh tế hợp lý, không có quá nhiều chi tiết nhưng vẫn đảm bảo sự ấm áp thân thiện. Mỗi chi tiết được lựa chọn cẩn thận từ bàn thờ đến các họa tiết trang trí đều thể hiện sự tôn trọng và lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên. Phòng giặt phơi trong căn biệt thự được thiết kế tối ưu hóa công năng, mang lại tiện nghi cho cả gia đình. Không gian này được đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, hiện đại, giúp cho quá trình giặt giũ phơi đồ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Không chỉ là việc thiết kế không gian sống, mà còn tạo ra một môi trường sống đẳng cấp ấm áp cho cả gia đình. Với biệt thự Hillary Royal Park Hoài Đức, sự kết hợp giữa tiện nghi, sang trọng và sự linh hoạt trong thiết kế đã tạo ra một không gian sống độc đáo tuyệt vời. Nếu quý vị yêu thích phong cách thiết kế này thì hãy liên hệ ngay tới Boss Home qua hotline 092 123 3456. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.